Ôi, giọng xã Hồ Gia Đăng không? Tướng ngoại ngồi rất là sang. Sang tao chứ sang. Đâu mẹ mà không lên là sát đất mình sang. Đơn giản tao tự tối trời tối đất mụ nội mày mụ quay mày lưu cha mày cái lưu mẹ mày lưu mẹ mày. Hữu thiện mất, ơi. Mất cái miệng đó lại. Gì mất miệng quay? Sao mày mất miệng quay? Bà nội mày tao không coi nữa, không coi con nghe cho nên mệt quá. Thôi con cầm cho mày nè. Mưa bao 4 năm ngày nay mưa không mà anh ơi mẹ bà mưa tao không có bằng thân gì được hết trơn nè. Từ nay giờ đâu có chút cục dừa được hả? Đâu có lấy lượm dừa, đâu có chút cục dừa gì được không mày? Đâu có lượm dừa gì được đâu, chợ cũng không có đi nữa. Sao mày có đồ ăn không? Có chứ, đồ ăn được to, có đồ ăn, có bụng đồ này, có bụng đồ nè, trời đó, có cái cần cổ, thấy chưa, tới cần cổ mà còn dài. Trời đó, cái ông vợ cầm ông bãi á trời. Trời đó. Màu nổi không mày? Hả? Màu nổi. Nổi không nổi sao không chứ nổi. Màu tím. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Thấy mà tận luôn không? Trời ơi. À, bằng thun bằng rắn gì vậy ta? Dạ. Nó bằng nhung không mày? Nhung á. Nó bằng nhung á. Ờ, nhung á. Hay à. Con nhìn thấy là nó bằng dây nhung á. Hay quá, để biết cái ca trọng quá tươi, cái ca đủ nhung. Thôi. Thôi. Rồi mình dài tay nữa. Trời ơi, cho đồ mà cho cà phê rồi cho bánh bẹo rồi còn cho 500 ngàn nữa. Trời ơi, cái ông ơi là, mà ông cục giò lãnh lương thật. Làm lớn mình, lãnh lương thật thì lấy tiền bạc thôi. Mà dường ra dường vừa, dường là tự nhiên nữa. Đồ của ngoại chắc ngoại ship mà chưa có ai ship dưới ngoại. Con thấy ngoại ship đều quá trời luôn. Lóc nào em theo góc đó. Ông mẹ bà mày, mày đừng định tao mày, định tao tao chửi mày rồi mày. Thấy ngoại ship á? Thấy chưa, có một đám bầu đó anh đó, thấy chưa? Cái lưu mẹ mày còn cái gì? Đừng quá nè, đừng gian gì nè. Bao lì xì nè. Mày còn lấy tiền ra chưa? Hả? Tiền đâu có trong này đâu mà lấy. Dạ. Chữ gì nè? Chúc chúc anh chúc chị chúc anh chúc chị chúc sức khỏe chứ không phải chúc trăm năm hạnh phúc nha. Con tặng cái trăm năm hạnh phúc muốn mẹ mày trăm năm hạnh phúc gì lúc mẹ gần đất xa trời mà tao 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 mày để chờ mày nhớ không lúc con với dung thăm ngoại cái ngoại chúc tụi con trăm năm hạnh phúc ở đó ơi chúc hai đứa bay trăm năm hạnh phúc trời là cần nhớ nhớ nói nhung với lo trời thương hả chết rồi hai đứa nữa gần với nhau, ông với nhau. Trời ơi, con nhớ, nói giờ con nhớ. Trời ơi, dạ. Thương ở chứ. Con Nhung nó nhắc con, hoài nó qua đây nó nhắc con à. Nó bắt lên nữa, nó bắt trong cái điện thoại của nó ha. Lên. Dạ. Ôi, đem vô cất kìa. Dạ, vô. Dạ. Ngoài mà đem vô cất tủ của thiện không ạ? Ừ. Đây anh đã một đống đồ nè, anh thấy chưa? Cái dạ. Lưu mẹ mày thấy chưa, hữu tiền dạ. Thôi. Anh hỗ trợ ra luôn mẹ mày. Trời ơi. Đây nè, thấy chưa? Đó. À. Để học đó mày. Thấy rõ không thiệt? Đó, thấy chưa? Đó. Dạ rõ anh. Rồi thấy chưa rõ không? Hả? Đó, ngon hồn trời đó. Cái tủ được mấy ngàn? Đó, trời. Nấp. Nấp ngàn. Đó, thấy chưa? Đó, nè. Cái tủ đựng vàng nè, cái này đựng vàng, cái này đựng tiền nè. Đó, đâu, thấy chưa? Dạ. Họ dắt đi cái một à. Rồi dưới ngoại, dưới học dưới tỉnh gì? Không. Cái nhà, cái này, cái đựng gì, đựng gì đâu, tại người thấy chưa? Rồi, coi 3, 4 ngàn, 4, 5 ngàn, 4, 5. Để ngoài để quần áo rồi vô. Hả? Quần áo tao một tủ đây nè một tủ mình là một tủ nè còn mấy cái đồ nãy ngoại giờ ngoại giờ qua đó đi ngoại ngoại bữa có làm luôn thấy chưa đó ngoại mà ngoại đem ra nhấc đồ luôn kìa thiệt ơi cái giọng nè mà thấy chưa cái giọng nhưng mà mượn tao mua cho dùm cho đó cái giọng cái nè tao mua cái giọng cho nó nè mà chưa có qua cái giọng nằm nè giọng này nằm nhớ ngoại nè. Ừ hả. Ngoại. Ừ. Không đâu ngoại. Ừ, vậy. Ờ, ngoại. Có cái giọng vô rồi.
ngoại bỏ vô giỏng vô cái tủ mới rồi thiệt ơi. Trời ơi, cái giỏng mà tủ vậy ba, tủ vậy ba, hủ thiện với nhân ba. Hủ thiện với nhân ba là hai anh em mình. Hủ thiện với nhân. Con nhìn cái giỏng con tặng ngoại câu nè. Con nhớ ngoại nè ngoại. Ừ, sao? Đứng ngoài đi. Ví dầu kéo kẹt dọc đưa, con ở phương xa, nhớ là ngoại ru. Giờ sao nữa? Giờ bà tao biết sao đó giờ. Con ở phương xa, nhớ là ngoại ru. Nhớ rồi mẹ ru. Ru con hồi thở còn thơ. À. Đi nữa đâu quên rồi. Ngoại quên đâu quên thơ hả? Quên rồi. Không bất tử tao đâu có nhớ mẹ gì đâu, có nói đâu bất tử tao có nhớ mẹ gì đâu. Con nhìn cái giọng rồi tự nhiên con dạ, nhớ dạ, cái câu đó con nói vậy đó. Con nhớ là ngoại ru. Ví dầu cầu dán đông đinh, cầu tre lắc lẽo gặp gình khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời đó. Còn gì nữa ngoại? Công cha nghĩa mẹ công thầy. Công cha nghĩa mẹ, công cha áo mẹ công thầy. Không thầy dạy dỗ đố vậy làm nên. Là vậy á. Thấy chưa? Chó với gà một nhà thân thiết, cân rảnh rang bài nghiệp chuyện trò. Rừng nhu biển thách không đò, bé mà không mập lớn bò sao ra. Nay nhờ cơm mẹ áo cha, chỉ công ăn học mới ra con người. Dù đánh đục đục đánh săn, ắt giữa đàn mang vào cổ. Ăn bữa dỗ lỗ bữa cài, đặng buồn đầy khoe buồn nọ. Ăn thì có, ó thì không, của một đồng công một lượng. Công thì thưởng, tội thì trừng, đặng không mừng bất không lo. Ăn chưa no lo chưa tới, ăn cơm mới nói chuyện cũ. Cha mẹ cứu đẻ con tiên, cha mẹ hiền sanh con dữ. Đó là câu hát rồi. Hồi xưa đó về, hồi xưa đó anh ơi, cái lưu mẹ mày. Đó. Còn nữa ngoại, sổ lô đi cho nó hết luôn ngoại của này. Đây cho nó hết. Cho nó hết tủ thơ mình đi. Mẹ ngoại nhớ ngoại sổ đi, chứ vài bữa ngoại quên rồi là ngoại không có sổ được. Sổ hết, hết cái tủ thơ mình đi. Thôi, ông mẹ bà mày tao nhớ đâu tao nói đó. Tao nhớ đâu đó. Giờ đâu có gì, đâu có nhớ nữa. Anh làm ơn anh, anh về nước mang mô lô đằng sau. Em về trình mang mô lô đằng trước. Thằng Hương, Hương vừa giám đốc Hương vừa ở chợ Lách á. Nên tôi hỏi nó đi, có hai lần rồi, mang hai lần rồi. Hai đứa con, đứa trai đứa gái. Hương vừa ở chợ Lách á. Thôi ngoài là hết rồi. Làm giám, ta làm phó giám đốc ở Hà Giá, trong Hà Giá. Ngoại, hả? Con hỏi thiệt ngoại là sao, tại sao ngoại không cho con lấy vợ Mỹ? Thôi, đừng có lấy vợ Mỹ ra, thôi. Lấy giường Mỹ nó không biết nó đo sửa sẵn bóng chắc nó không rồi, ở trong mệt quá đất nha, nó đi nhảy đầm thập trình tao mệt. Nó nhảy đầm sao ngoại? Nhảy đầm thập trình mẹ bà cháu cùng mê coi cái hai đứa nắm tay lại nhau đó, hai người trai người gái nắm tay nhau nó nhảy đầm đó, mà tao coi cái thùng nhỏ nó mê. Ủa thiệt hả ngoại, nhảy đầm sao kìa? Ủa mẹ tao không biết nhảy đầm sao, nắm tay hai đứa nắm tay lại á, rồi ôm nhau nhảy đó. Có nhớ là hai người nắm tay nhau nhảy chung trên cái bài nhạc. Thôi tao không nói chuyện mình đỡ mệt quá. Vậy là ngoại nhất định ngoại không cho lấy vợ Mỹ phải không? Thôi về xứ sở mình lấy, đừng lấy mì, lấy mì mình ở xứ sở mình ở bần cùng ha. Gãy bái không à, lăn với lát không à, hả anh? Mà hôm qua đến mần, nó không biết mần, mần không có được. Trời ơi, cái mần không có được. Rồi không lẽ con đi mần, con cài bừa, con nuôi nó hay sao? Trời ơi, okay, không được. Như con giàu có như bên Mỹ vậy. Con đi mần, con kiếm tiền, con về, con thăm ngoại. Rồi. Mẹ tiền đô không mà ông bà cha tao sợ quá tiền đô tao không biết mẹ thiệt tao như người mù tao nói thiệt tao như tao thấy tiền đô tao cũng như người mù đêm vậy.
Trời ơi, không. Để anh xem màn hình lại cho ngoại nhìn thấy thiệt thiệt ơi. Hả vậy? Ngoại 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 đứng con. Con gái quay gì cũng được anh. À. Được không? Được không? Thấy được không? À. Cái lưu mẹ mày thấy sao không? Ngoại không thấy em. Ừ, đúng rồi, bà tính quay màn hình lại. Ngoại không thấy em. Bà tính quay màn hình lại cho ngoại nhìn đó. Ừ. À. Dạ, ngoại không đâu thấy em đâu. Không thấy đâu, không thấy, không thấy đâu. À. Rồi vậy là xong rồi ngoại. À, làm để dành tiền về thăm ngoại. Vậy là hôm nay ngoại xếp đồ mới đồ vô để vô cái tủ tủ của Thiện tặng cho ngoại khai trương bữa nay đó không Thiện ơi. Trời, hôm nay ngoại cũng chưa bỏ gì vô luôn hả nãy. Chưa chống quét à, bữa nay ngoại mới để vô đó. Bữa nay ngoại khai trương tủ mới đó. Nay nay rằm âm lịch bên dịch ra rằm đây nè, ngày rằm tháng 6 á âm lịch á. Ngoại lượng ngày tốt quá tháng Thiện. Dạ. Ở bệnh nó coi còn ăn chay không á? Ngày rằm. Còn mà ngoại dễ gì? Ngày rằm mà năm nay ở bên mình đây là những 2 tháng tân đó. Năm nay còn ba tháng 6 nè. Tháng 6 rồi tháng 7 rồi. Tháng 7 chạy như tháng 8 á. Dạ. À. Hả? Mẹ bà cho hút thuốc rồi, cách tuổi mày cho hút không được, cái tuổi rồi. Quỷ hai mình cây nó cứ. Ủa ai bó lá dừa cho mày vậy? Mới nay tao phát hiện tao chủ nhật cao mà, tao chủ nhật tao không bằng được gì trong trời, tao gặp phố thiện, tao nhớ mẹ bà cha, nó đau bụng quá, nó chạy lên đây vậy, nó chạy đi vậy, vô là đau bụng quá. Lấy cho anh nước nổ nó bắt tôi đó, nó xích ở bụng đó. Đồng nó không thích lấy chai nhỏ bớt, nó xích vô. Rồi nó đi lần nữa cái vô cái. Trời ơi, cái thái dầu thấm xích lấy cái. Lấy chai nhỏ bắt xích. Mình hết. Nhìn lại. Nhìn lại ngôi nhà của ngoại không? Anh lia cho coi. Dạ. Đây là ngôi nhà của ngoại. Đó. Dạ cảm ơn Hải. Trời con dán ngoại ngồi kìa. Ngoại cực. Dạ. Chỉ có mình ngồi được cái kiểu đó hả? À, ngồi chiếc đắp mà không à. Dạ. Đôi chân của ngoại. Đôi chân trần. Chân gọi là chân gọi chứ không. Ngoại ơi. Đây là không dám mang dép. Mang dép thì đi dám té. Không dám đi. Hai cái giò bây giờ nó yếu ở nhà sàn. Mấy ông này mưa bão ngoài ở nhà ngoài đừng có đi ra ngoài. Đâu có đi, là tân tật quá không dám đi. Mưa gió bão ngoài đi ra ngoài nguy hiểm lắm. Dạ có ngoại. Ngoại muốn nhìn mặt nó nữa phải không? Rồi, để con làm lại cho. Ngoại muốn nhìn mặt thiệt ơi. Dạ. Đây hình là mặt của Thiện, ngoại vô trong ngồi cho sáng không có chói ngoại, để ngoại ngồi đây chói nữa. Không chói đó, chói ngoại không thấy nó đâu. Thấy chưa, thấy nó nè. Chói rồi ngoại, ngoại vô chỗ cái giạc nãy ngoại. Bây giờ bà chảo mình ha. Một lòng một dạ. Hả? Bà cháu mình được. Đó. Có nửa mặt ngoài à? Đó, ở cạnh. Thấy có nửa mặt à hả? Rồi, ok, bà nói thấy, tao. Thấy chưa Thiện? Thấy chưa, thấy thấy được chưa? Mất cái miệng ngoài. Cái miệng gì? Mất cái miệng của ngoài. Không có cái miệng hả? À? Ủa sao kỳ vậy? Cái lâu mẹ mà tao ngồi tao chửi đây mà mất cái miệng gì? Thấy chưa Thiện? Rồi, xích xuống chút nữa mất cái miệng ngoài à. Thôi ok, được rồi. Cái luôn mẹ mày. Hữu Thiện ơi. Gì bắt miệng hoài. Tao là bắt miệng hoài. Bà nội mày, tao không có nữa. Không coi con nghe cho nên mệt rồi. Con cầm cho ngoại nè. Rồi.
cái miệng tôi dày mà nó ra mất cái miệng à, cái lông cha nè. Ngoại già, cha sao? Đi nghe ngoại chửi cái lông cha hữu thiện. Mẹ mày hữu thiện rồi, mẹ bà mày. Đục nè 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 để vậy. Cái chưa, trời ơi, tôi trong này rồi mày. Hả? À, đó cái túi anh. Tôi còn rảnh cao hơn đó nữa. Nó muốn nhìn quẹ qua mẹ mẹ ngoại chửi. Nực quá hả? Chửi quá, nhìn nó vậy chửi thấy mẹ mà nhìn ngoại chửi thấy thương cái lũ cha ông thiện. Mà chửi mà con đi qua đây mà con qua tới Mỹ còn gặp cái lũ cha nữa. Trời ơi, con đi trong siêu thị lên tơ con đi lên tơ con thấy cái lũ trời ơi. Nó đi qua Mỹ rồi gặp cái lũ cha hữu thiện. Con thấy lũ cha. Con nào mua cái lũ đem về nhà ăn cá đi thiệt. Cái lũ đó 200 đô. 200 đô? Bốn triệu mấy. Cái lũ gì bắt như vậy? Cái lũ giá 100 đô là bao nhiêu mà 200 đô giữ già anh? 4 triệu mấy mình đây á. Là nó có giữ già, lũ gì mà giữ già? Dạ, cái lũ cha, cái lũ mẹ mà. Để người Hàn Quốc người ta nhâm kim chi. Cái lũ của ngoại à, mắc hơn nữa nó thiệt ơi. Ủa mẹ bà cha cái lưu gì mà 7 triệu bạc dữ vậy anh? Rồi, dạ cái lưu để trong siêu thị Hàn Quốc đó để người ta ngâm kim chi. Cái lưu đó 4 triệu mấy rồi cái lưu của ngoại là mắc tiền lắm á thiệt. Cái lưu của mẹ ngoại là vô giá. Cái lưu của siêu thị Hàn Quốc 200 đô. Lưu vô giá. Mẹ bà bà thấy mày ngồi tướng không kìa thiệt. Dạ thấy. Thấy không? Ngồi giọng quan quyền không? Ngồi giọng ngồi giọng xã hội đen không? Tướng ngoại ngồi rất là sang. Sang tao chứ sang. Đâu mẹ mình không lên là sát đất mình sang. Đơn giản tao chửi tối trời tối đất mụ nội mày mụ quà mày lưu cha mày cái lưu mẹ mày. Lưu cha lưu mẹ không thiệt. Ôi mẹ bữa nay tao nói thiệt chứ mày. Bữa nay tao chủ nhật cái tao không có mần ăn gì để có trơn trời. Cái lưng mẹ tao lo tao chửi không mà. Để con qua ngoại hết lòng ăn rồi. Ôi mẹ bà chà. Trời ơi. Ngày ở bánh có ai trời bánh có trời cái trầm trầm bạch có mưa không? Dạ bên đây cũng có mưa ngoại. Có mưa hả? Ừ. Nè ngoài cầm mình gần cho thấy rõ nó ngoài. Ở ngoài để vậy đó. Ừ, để vậy bên đây thì đang mùa hè. Mùa hè, ở bản đâu ở mùa hè. Ở bản mùa hè là sao? Vậy được chưa thầy? Thôi nó tắt rồi, nó tắt rồi, tắt rồi. Ủa sao tắt rồi thôi. Hình này. Chưa, con đâu có tắt. Dạ. Sao mà chưa? Thấy rõ chưa? Bên đây là đang mùa hè ngoài. Cho thấy. Ừ, đưa mùa hè. Con thấy rồi. Ở bản đó nó không hay như bên này. Mùa hè ở bên đây á thì mùa hè ít lắm, mùa hè thì bắt đầu là bây giờ cho tới tháng tháng 10 tháng 11 còn mùa đông á là từ tháng 11 trở đi á cái qua tết luôn á là lạnh dữ lắm mà. Dạ, qua tết lạnh ở ngoài đường tiết vậy luôn á ngoại. Ừ, vậy ở bển này ấy không chứ đâu có đất cát như mình phải không? Đâu có đất, không có đất cát à. Ừ, không có là đá rồi đất cát tác như mình đâu phải ha, không có phải không? Dạ cũng có thì mình đi ra ngoại ô rồi thì mình thấy ngoại ô à, ngoại ô à, ngoại ô cũng có tất nhà cao tầng đó thôi. Nha. Cũng như ngoại ô thì mình anh thấy tôi thấy à, anh vừa cũng chịu mà đi ra đài ngoài ra cây cối rồi có đi hai bên nè xe cộ rồi đậu dưới cây rồi đó ở ngoài lộ đó. Ừ. Không đâu à. Xe người ta đi làm về người ta đậu. Ừ, đậu đó. Ừ. Cây đồ cũng cao lớn cũng như ở dưới mình vậy, có bên mình vậy. Cũng có cây rồi đó, xe đồ đậu rồi. Ừ. Coi đi xe rồi là họ đi làm vậy. À, coi vui vẻ, coi mát mẻ, chắc coi vui vẻ chứ mát mẻ chứ lắm. À. Đường xá rộng rãi đó, thấy đường xá rộng rãi vậy. Đường xe ô tô mà không xe máy. Ừ, xe không có xe ấy không ơi, xe lớn không mà xe du lịch được không à, chứ không có xe không đa phải không? Anh không có xe không đa phải không? Dạ không có, không đa ít lắm, không đa chỉ có những người ta thích chạy mô tô đồ á. Ừ, ta biết sao không đa. Không đa có mà ừ.
Mỹ này á, mình đi cái xe hơi giống như bên Việt Nam mình đi cái xe máy vậy đó. Cái xe bên đây nó rẻ. Phải rồi. Anh dạy cho chứ. Không ngồi bà, tao không biết. Mà tao không biết bên Mỹ, bên Tây mẹ gì trên đó mẹ bà cha. Ở bệnh đâu đâu có bán này, đậu bắp, đậu cà, cà ăn giặt vậy không? Dạ có. Cà ăn giặt là cà. Bên Mỹ á, người ta chồng người ta đưa qua ở bên Mexico á. Đưa qua đây, xuất khẩu qua bên Mỹ. Cái khẩu qua Mỹ ra bà ở bên Mỹ vậy anh. Ở dư gan rồi đó. Ở chỗ gì mà trồng đồ cũng như mình vậy, đem qua Mỹ bán đó. Chỗ đó đó, chỗ đó trồng bên Mexico, gần với Mỹ á. Gần với Mỹ. Ngoài, có trái bắp đó nè. Trái bắp nữa, trời ơi trái bắp quá trái ha. Trái bắp bự quá ha. Cái này á là bên tay chợ người ta bán á là một đồng ba trái ngoại. Đồng đô ba trái bắp này. Đồng một đồng đô ba trái bắp. Ba trái. Vậy là có đâu có mắc không, đâu có mắc không? Đồng là hai mấy ngàn á ngoại, ba trái. Vậy mắc lắm nè. Ở bên đây có 5.000 trái mệt nè. 5.000 hai trái cũng có. Bên đây bên Mỹ bán là một đồng. Bên Mỹ bán một đồng ba trái bắp. Cái luôn mẹ mày. Cái lưu cha thầy rồi thấy rồi ơi. Dạ có cái cà này đó là ngoại, cà này để con giới thiệu cho ngoại coi nè. Tại vì con mới vừa đi siêu thị Hàn Quốc vậy đó. Đi siêu thị gì nè? Cà khác ha. Ủa cà chứ. Cái cà giống trái đu quá dạ. Trái cà giống trái đu. Trái cà tím mình vậy nhưng mà. Trái cà ngộ quá ha. Khác bên đây màu. Cái cà bên mì bình nhỏ mà dài, còn bên này nó tròn. Nó tròn mà nó cục cũng như trái đu đủ vậy. Nhìn giống như trái đu đủ vậy nhưng mà nó là trái cà đó. Nó cà. Cà tím với cái lá cà tím. Cũng có trồng cà tím. Nhìn cái đầu nữa. Nhìn cái đầu nữa. Cái đầu cũng như cái đầu. Uống cà tím nữa. Như trái đu đủ cũng ngộ quá ha. Cái cà tím ngộ quá ha. Trời ơi, biết cái bệnh thì biết bệnh đủ thứ. Bên đây cái chợ bên đây á là chợ Mỹ Mexico, ta đưa qua bên đây á rất là nhiều. Đem qua ở bên đó mà đem qua đó bán à. Chứ Mỹ với Mỹ với Tây đâu có nó ăn đồ Mexico. Việt Nam nó ăn là không qua ăn nước mắm, không qua ăn nước mắm, là có ăn nước tương rồi còn. Cái này người ta kêu nó là đồ Mỹ á. Mỹ đem qua đồ Mỹ. Đồ Mỹ. Cái cà cái thương thiệt, cái cà ngộ. Cái cà đẹp quá chết ha. Bên anh nói chuyện với Hữu Thiện vui của hổm mấy ngoại. Vui anh nói chuyện vui anh. Bữa hổm ta khóc không rồi. Không nói đắt gì được hả? Con đi con nhớ quê nhà. Anh đi anh nhớ quê nhà. Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ. Nhớ canh rau muống. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Đó. Anh đi em ở lại nhà. Vườn dâu em hái mẹ già em nuôi. Con thì tay ẩm tay bầm. Ta dắt mẹ chồng đầu đổ xuống bông. Đó con đi. Con đi để vợ con ở nhà nuôi bà già vợ. Bà già chồng á. Con hai ba đứa. Rồi còn đổ xuống bông nữa. Ra đừng. Ê giờ qua bệnh cả tháng nay bây giờ có bạn gì không, có bạn gái bạn gì không, có bạn gái bạn trai gì không? Trời ơi, con qua đây xong rồi là con đi học con làm tới giờ đâu có không có bạn nào hả? Không có bạn, không quen ai thiệt không? Dạ. Cái luôn mẹ mày đừng nói láo tao nha mày. Mày đừng nói thì... đừng nói láo nói tao chung, ở trong tiệm thì nói chuyện rồi với khách người Mỹ thôi không ạ. Quen bạn ở bên Việt, ở bản những người Việt có qua có đông không? Người Việt qua ở bản có đông không? Người Việt đông lắm ơi. Đông lắm, có chợ Việt Nam nữa. Có chợ Việt Nam nữa. Chợ Việt Nam chứ có chứ. Bây giờ cái người Việt mình qua bản nhiều lắm mà. Dạ. Người Việt đông lắm. Có cái chợ của dành cho người Việt mình đó. Sau đó mình nghe tiếng Việt luôn, bán đồ bên Việt Nam được nhiều lắm. Sản phẩm bên Việt Nam được qua nhiều lắm.
Cái tôi là có chợ việc rồi việc ở bản ngon rồi. Bắp ngon lắm. Bắp bắp bản ngon lắm. Ngon quá. Ở bên ăn có cái gì vậy? Cái gì vậy? Con gì vậy? Con cú. Bắp lột ra nè. Bắp lột ra đó hả? À, ngộ quá ha. Ủa sao ngộ quá vậy? Rồi đó ta. À, đúng màu hết trơn hả? Ngộ quá ta. À, đúng màu hết trơn hả? Bắp bần. À, bắp đi. Bắp ở bên mình đâu có bắp mình đủ màu. Rồi đẹp quá ha. Vàng màu trắng đồ có, mình có. Ừ, mình có. Ừ, ăn con ở nhà nấu cơm ăn hay là ăn cơm tiệm quán? Có nấu cơm ăn không? Nhà nấu cơm không ơi. Nhà nấu cơm đồ ăn, người sáng mình mang theo. Mang theo đi làm, mang theo đi làm ăn. Nấu ăn. Nấu điện, sáng, nấu... Sáng mình nấu dậy, sáng mình thức dậy. Nấu điện, nấu ga không phải không? Sáng mình thức dậy á. Ừ. Sáng mình thức dậy mình nấu ăn, nấu ăn mình ăn sáng xong. Xong rồi đó, mình bỏ vô cái nhà mình cơm. Mình mang tới chỗ làm mình ăn. Chỗ làm ăn, trưa nghỉ ăn cơm. Đó bạn. Con ngủ về trời á, lên xe ăn luôn vậy. Ngủ về trời lên xe ngồi ăn. Vậy chứ sao, lên xe ngồi ăn rồi. Làm này là xuống xe vô làm chứ. Đã trễ mà còn lên vô ăn cơm nữa. Chắc còn đuổi đi sớm mà. Mà họ đuổi đi sớm à, họ đá mà dặn dắt à. Mình mới qua mình phải tuân thủ. Vậy cái thứ sao tuân thủ mình làm? Ừ. Dạ. Tối chứ mình không có trở giờ làm được. Ừ. Phải siêng năng, cho siêng năng cho ta khen mình. Mình biết lo, biết cẩn thận, biết lo. Người ta thương mình, tao nấy. Không tháng từ từ thì biết mình sao nữa. Ta biết mình sao, mình biết người ta sao vậy thì tốt à. Đó, ta nói ăn mắm tắm gì lâu, không thận, đừng có vội vã quá, đừng có vội quá. Dạ. Rồi ơi. Cho nên là mấy bữa mày sáng mà ngủ dậy trễ á, là ngồi ăn trên xe đúng không ạ? Nói chỗ làm á là ăn xong buổi sáng á. Đi ngon, lên xe xuống ngựa không ăn ngon ha. Lên xe xuống ngựa. Cuộc sống Mỹ sao? Cuộc sống Mỹ là vậy đúng không ạ? Lên xe xuống ngựa không ăn ngủ nổi. Nhưng mà con qua đây con có gia đình rồi. Một năm qua đây rồi cùng với ba mẹ với đứa em rồi. Có cái niềm vui hạnh phúc lắm rồi ơi. Bởi vì có đủ cha mẹ, ông bà, em út đồ thì mừng lắm rồi. Hạnh phúc dữ lắm. Dạ, gia đình đoàn tụ hết trơn mà được vui vẻ, mạnh khỏe hết trơn là mừng dữ lắm.